Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Tin chấn động toàn châu Á khi mà hôm qua ông Tập Cận Bình báo động toàn quốc bởi một tàu sân bay cỡ lớn của Trung Quốc bốc cháy dữ dội ở Biển Đông, làm cho Bắc Kinh mất ăn mất ngủ. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, hôm qua Trung Quốc đã nhận một cái tin được cho là sét đánh khi một tàu đổ bộ tấn công, hay còn gọi là một tàu sân bay thế hệ mới của phía Trung Quốc bốc cháy dữ dội ngoài Biển Đông. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải một đoạn video cho thấy những cột khói bốc cháy lên cuồn cuộn, nghi ngút khắp một vùng biển nơi một con tàu sân bay kia phát hỏa. Hiện phía Trung Quốc đang rất bàng hoàng và cho tiến hành gấp một cuộc họp để tìm ra nguyên nhân vụ cháy nói trên. Tuy nhiên, theo một nguồn tin tiết lộ cho biết rằng nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên là do phía tàu Trung Quốc trúng hai quả tên lửa đạn đạo mà hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phóng tối ngày hôm qua. Hiện thì chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho tiến hành điều tra nguyên nhân. Thưa quý vị, cùng ngày, một số tờ báo nổi tiếng trên thế giới như tờ báo Hồng Kông, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, tờ báo Jakarta của Indonesia và tờ báo Tokyo của Nhật Bản cũng đồng loạt đưa tin về một vụ tàu đổ bộ của phía Trung Quốc, hay còn gọi là tàu sân bay thế hệ mới của Bắc Kinh, đột nhiên bốc cháy dữ dội, làm cho chính phủ của Bắc Kinh không kịp trở tay. Nguyên nhân thì đang được các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc điều tra và tìm hiểu. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng dù con tàu sân bay trên của phía Trung Quốc cháy do trúng tên lửa của Mỹ, của Nhật, của Anh, Pháp, Đức, Italia hay Tây Ban Nha hoặc là của Nga thì đó chính là cái giá mà phía Trung Quốc phải trả cho những hành vi ngông cuồng của mình. Khi trong thời gian vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi cho các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, có thể kể một loạt những tội lỗi mà phía Trung Quốc gây đau thương cho nhân loại. Điển hình nhất là việc phía Trung Quốc đã để sổng con virus mang tên Vũ Hán đi lây lan ra khắp hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, làm điêu đứng không biết bao nhiêu quốc gia, làm tan thương đảo lộn cuộc sống của biết bao nhiêu người trên hành tinh này. Và điều quan trọng đó là phía Trung Quốc đã làm đứt chuỗi cung ứng sản phẩm trên toàn cầu, làm cho nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực lao đao, lâm nguy vì con virus mang tên Vũ Hán. Và cái tội tày đình đó Trung Quốc gây ra thì phải trả giá và nhân quả báo ứng đổ lên phía Trung Quốc. Chúng ta cứ nhìn hiện tại nước Mỹ, Ấn Độ và Indonesia thì biết rõ điều đó. Không những thế, chính phủ của Trung Quốc còn lợi dụng các nước đang có dịch bệnh để nâng mức giá bán khẩu trang, máy trợ thở, thiết bị y tế và bộ kit xét nghiệm COVID-19 lên với một mức giá trên trời, hòng thu về một lượng tiền khổng lồ cho chính phủ Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng rồi đây Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt cho những hành động thiếu nhân đạo nói trên của mình. Vì thế mà 1 hay 5 hoặc 10 tàu sân bay nữa của phía Trung Quốc cháy thì đó chính là cái kết không có hậu do chính Trung Quốc gây ra mà thôi. Có rất nhiều bạn đọc cho rằng Trung Quốc trong thời gian tới sẽ tiếp tục hứng chịu nhiều hậu quả, nhiều cái nhân quả báo ứng và gặp nhiều tai ương vạ gió bởi vì phía Bắc Kinh đã dám cho tàu hải cảnh đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ngay chính quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành vi trên không chỉ bị các nước và cộng đồng trên toàn thế giới lên án, mà phía Trung Quốc còn phải chịu những hậu quả khôn lường từ việc nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam trích dẫn một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết Mỹ là nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu sân bay ngày hôm qua. Phía Trung Quốc đang rất tức giận, nghi ngờ và đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Bởi vì trong thời gian vừa qua, chính Mỹ đã có những đụng độ căng thẳng với đối đầu nảy lửa với hải quân của Trung Quốc. Vụ gần đây nhất là Mỹ đã cho phá hủy một con tàu do thám của phía Trung Quốc ngoài Biển Đông, do tàu này dám bám theo và xua đuổi một tàu khu trục của Mỹ khi hải quân của Hoa Kỳ điều tàu này tuần tra ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, một số quan chức khác cho biết thì Trung Quốc cũng đang nghi ngờ và đặt nghi vấn tới Ấn Độ và Tây Ban Nha, bởi vì hai nước này trong thời gian vừa qua cũng đã có những động thái như kết hợp với Mỹ để đưa tàu khu trục, đưa tàu sân bay, đưa tàu chiến và Biển Đông, thách thức chủ quyền của Trung Quốc. Theo tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc trích dẫn lời người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Ngụy Phượng Hòa của Trung Quốc tại một cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh ngày hôm qua cho biết, ông Hòa nói rằng tình hình hiện tại ở Biển Đông đang rất phức tạp khi trong những ngày gần đây, hải quân của các nước như Mỹ, Anh, Ấn Độ, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha liên tục có những cuộc đụng độ căng thẳng với hải quân Trung Quốc. Các nước nói trên liên tục điều tàu sân bay, tàu khu trục, tàu tuần duyên, tàu chiến cỡ lớn mang theo tên lửa dẫn đường áp sát vào phạm vi đường lưỡi bò và bảy hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc và đã gây ra rất nhiều những mối nguy cho chính phủ của Bắc Kinh, đồng thời gây ra sự mất an toàn, an ninh cho tuyến hàng hải của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông.
Vì thế, chính phủ của ông Tập Cận Bình cần có những biện pháp cứng rắn để trả đũa lại với cả những hành vi xâm lấn nói trên của Mỹ cũng như các nước phương Tây, thậm chí có thể tịch thu toàn bộ tàu thuyền hay là đánh sập tàu. Và ngay sau khi nghe lời phát biểu của Ngụy Phượng Hòa, giới phân tích cho rằng Trung Quốc đang rất tỏ ra hung hăng và ngông cuồng khi tiếp tục có những hành động lấn áp ở ngoài Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như các nước lên tiếng chỉ trích. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Hải quân Nhật vừa phát hiện một tàu sân bay tên là Liêu Ninh của phía Trung Quốc đang lẩn vờn xung quanh quần đảo Senkaku, nơi mà cách đây 3 hôm đã xảy ra cuộc đụng độ giữa Hải quân của Nhật Bản và Hải quân của phía Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản ngày hôm qua cho biết tàu sân bay mang tên là Liêu Ninh của phía Trung Quốc đã đi vào vùng biển Hoa Đông vào chiều ngày hôm qua và nó đang tiến sát vào lãnh hải, lãnh thổ của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tàu sân bay của phía Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển của Nhật Bản kể từ tháng 6 năm 2020. Nhật Bản đang đưa ra mức độ cảnh báo cao bởi vì nó sẽ dẫn đến cái mức độ mất an ninh an toàn cho tuyến hàng hải và lãnh thổ của Nhật Bản. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của nước này nói rằng nếu như tàu sân bay Liêu Ninh và 5 tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường khác của phía Trung Quốc tiến sát vào quần đảo mang tên là Okinawa và đảo Miyako, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đã ra thông báo cảnh cáo đối với tàu thuyền của phía Trung Quốc khi lẩn vẩn tại vùng lãnh hải của Nhật Bản. Trong thời gian vừa qua, tại Nhật Bản nói rằng sẽ ra tay mạnh mẽ để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh nếu như nhóm tàu Liêu Ninh và tàu chiến của Trung Quốc dám xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ bờ biển của Nhật Bản cũng xác nhận số tàu trên của phía Trung Quốc đang lẩn vẩn ngoài khơi biển Hoa Đông, nơi giáp danh với lãnh hải của Nhật Bản. Tuy nhiên, nó chưa xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và nếu như trong thời gian tới mà có những động thái gây hấn, bắt nạt hoặc là bành trướng tại vùng biển này, thì Bộ Quốc phòng của Nhật Bản sẽ cho phóng tên lửa để uy hiếp. Mặc dù mới chỉ phát hiện con tàu Liêu Ninh và 5 tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường của phía Trung Quốc lờn vờn tại vùng biển Hoa Đông, nhưng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đã lệnh cho các lực lượng liên quan tăng cường cảnh giới, cảnh giác cao độ, đồng thời nhanh chóng phân tích ý đồ của nhóm tàu phía Trung Quốc. Bộ này nhận định sơ bộ rằng có thể hải quân của Trung Quốc đang tập luyện để nâng cao khả năng khai thác tại các vùng biển ở xa phía Trung Quốc hoặc phía Trung Quốc đang nuôi ý đồ nham hiểm khi mà dám hăm dọa các đơn vị tên lửa đối không, đối hạ mà Nhật Bản vừa cho triển khai tại quần đảo Miyako vào từ hôm 26 tháng 6. Được biết, sau những cuộc đụng độ căng thẳng giữa Hải quân của Nhật Bản và Hải quân của Trung Quốc, chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, đã lệnh cho quân đội không quân Hải quân của nước này liên tục trực chiến 24/24 giờ tại quần đảo Senkaku cũng như vùng biển Hoa Đông để nếu như phát hiện ra những động thái sai trái của phía Trung Quốc thì sẵn sàng phóng tên lửa để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả lại cho vùng biển Hoa Đông cũng như là quần đảo Senkaku một sự êm đềm như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và một cái tin mà rất nhiều bạn quan tâm tới Biển Đông cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á quan tâm, đó là việc một con tàu hải cảnh mang nhãn hiệu China-3302 của phía Trung Quốc đã xâm phạm trái phép vùng biển của Philippines. Tờ báo Manila của Philippines cho biết hôm qua đã xuất hiện một con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc tại vùng biển của nước này. Giới chức Philippines đang ra cảnh báo gấp và cho theo dõi sát sao những hành động đường đi di chuyển của con tàu hải cảnh phía Trung Quốc nói trên để đưa ra những phương án bắt giữ hoặc có thể đánh sập. Rất nhiều chuyên gia quân sự trên toàn thế giới cảnh báo rằng không thể nào mà tin được khi 10 hôm trước con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam thì hôm nay nó lại tràn sang vùng biển của Philippines để gây hấn và đe dọa. Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới phải hết sức cảnh giác và đề phòng Trung Quốc trong giai đoạn này bởi vì một trong những tuyên bố mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố rằng thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã khống chế được dịch COVID-19 khi nó bùng phát trở lại vào tháng trước. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để phía Trung Quốc đem quân đội đi tuyên bố chủ quyền lãnh hải ngoài Biển Đông, cũng như là một số vùng biên giới giáp danh với 14 nước láng giềng xung quanh phía Trung Quốc. Vì thế, các nước phải đề phòng cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu nếu như phát hiện ra phía Trung Quốc có những hành vi sai trái kể trên. Theo các chuyên gia, thì tình hình Biển Đông cũng như là tình hình biên giới tại khu vực giáp danh với phía Trung Quốc trong thời gian tới còn rất dậy sóng. Và các tin tức liên quan tới tình hình đó, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị và các bạn vào bản tin kế tiếp. Còn bây giờ chúng tôi xin phép được tạm dừng. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Kính chào và hẹn gặp lại.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.